ngày 11 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ con trai đánh đập mẹ ruột xảy ra trên địa bàn. Được biết, sự việc xảy ra vào tối 10 tháng 8. Lúc này, ông Trương Văn Phú, 54 tuổi đã có hành vi đánh đập mẹ ruột của mình là bà T.A.V, 83 tuổi. Sự việc gây bức xúc cho nhiều người. Người dân đã quay lại hình ảnh và báo cho lực lượng chức năng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Phát cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, trong tối 10 tháng 8, lực lượng công an phường đã vào cuộc xác minh vụ việc. Công an cùng với gia đình đã đưa bà V đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, giám định, đồng thời tiến hành làm việc với ông Phú. Một người thân của bà V cho biết đang đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc hành vi đánh đập mẹ của ông Phú. Cũng theo người thân của bà V, ông Phú là con út, từ khi ly hôn vợ thì ông này về nhà mẹ ruột ở. Sau khi xảy ra sự việc, con gái đã đưa bà V về nhà mình để chăm sóc.